Chào mừng các bạn đã đến với livestream của thẩm mỹ viện Lilia. Hình ảnh mà các bạn đang xem là hình ảnh của bạn khách hàng Hà My đến từ Hà Nội trước khi thực hiện phẫu thuật nâng mũi Megaline 5D tại Lilia. Các bạn có thể theo dõi thấy đây là hình ảnh chính diện để các bạn có thể quan sát rõ nhất cái dáng mũi của bạn My trước khi nâng. Đây các bạn có thể theo dõi. Bạn khách hàng của chúng ta thì khá là xinh xắn đúng không ạ? Tuy nhiên thì bạn ấy có một cái nhược điểm nhỏ ở mũi, đó là sống mũi khá là thấp, đặc biệt là ở phần gốc mũi thấp và đầu mũi ngắn. Đây các bạn có thể nhìn thấy rõ ạ. Phần đầu mũi cũng khá là to đúng không ạ? Tiếp theo ở góc nghiêng này thì các bạn có thể nhìn thấy rõ hơn về dáng mũi của bạn Hà My ạ. Đây các bạn có thể nhìn thấy ạ, mũi bạn Hà My khá là ngắn và phần đầu mũi to bè. Đây các bạn có thể theo dõi kỹ hơn này. Đây. Ở góc nghiêng nhá. Với tình trạng mũi của bạn Hà My thì bác sĩ đã chỉ định và làm thực hiện nâng mũi theo đúng mong muốn của bạn là nâng ở một cái độ cao vừa phải cho hài hòa với khuôn mặt. Ngay bây giờ thì mời các bạn cùng xem hình ảnh của bạn Hà My ngay sau khi vừa phẫu thuật xong nhé. Đây, các bạn có thể theo dõi này. Vì bạn My vừa phẫu thuật xong nên có hơi sưng một chút ở cái phần sống mũi, nhưng các bạn có thể nhìn thấy rõ là mũi sau khi được nâng lên thì sống mũi rất là cao và thanh thoát. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Các góc quay khác nhau để nhìn thấy rõ dáng mũi của bạn My. Đặc biệt My nhờ. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái nhược điểm là mũi ngắn và với phần đầu mũi to được khắc phục hoàn toàn. Bác sĩ đã tạo hình đầu mũi và lỗ mũi cho bạn My rất là đẹp đúng không ạ? Đây các bạn có thể nhìn thấy rõ hơn ở góc quay 3/4. Mũi đã được đưa lên ở một độ cao vừa phải hài hòa với khuôn mặt. Tổng thể gương mặt của bạn My lúc này đã nhìn thay đổi và nhìn sang hơn rất là nhiều. My ơi, mình muốn hỏi bạn là trong cái quá trình các bác sĩ tiến hành phẫu thuật nâng mũi cho bạn ấy thì bạn cảm thấy thế nào nhỉ? Mình thấy không đau mà thoải mái lắm. Các bác sĩ làm rất là nhẹ nhàng đúng không? Bây giờ mình mời My cùng soi gương để mình xem là cái kết quả ngay sau khi phẫu thuật nâng mũi của mình như thế nào nhé. Xem là mình có cảm thấy hài lòng không về cái dáng mũi mới này không? Mình rất là hài lòng. Rồi, nhìn My vốn rất là xinh rồi, bây giờ nâng thêm cái mũi là cái gương mặt mình được tôn lên rất là nhiều đấy. Đây, mời các bạn cùng xem lại dáng mũi của bạn My một lần nữa nhé. Cảm ơn My nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream của thẩm mỹ viện Lilia. Hẹn gặp lại các bạn ở những livestream tiếp theo.